Hello mọi người, là Hà Studio đây. Cuốn sổ trên tay Hà đây là của hãng Kulok. Vốn là một người rất thích vẽ màu nước nên Hà đã tìm hiểu qua rất nhiều loại sổ. Cuối cùng thì Hà đã chọn và mua cuốn sổ Kulok này vì nó được review tương đối tốt. Sổ có kích thước tương đương với khổ A5, bao gồm hai loại là gáy ngang và gáy dọc. Mỗi cuốn sổ sẽ bao gồm 24 tờ giấy, tương ứng với 48 trang giấy, trọng lượng là 300. Cảm quan Hà nhận thấy giấy rất dày dặn, hình thức sổ thì gọn gàng, chắc chắn. Nào, bây giờ thì vẽ thử thôi. Mình phát thảo trước để thử độ chịu tẩy của sổ nhé. Hà có một tip muốn chia sẻ với mọi người nè. Khi mà mình phát thảo sự vật á, thì mình có thể phân tích nó bao gồm những khối nào. Mình sẽ phát thảo khối trước, sau đó đi vào chi tiết sau, rồi mình dùng cục gom đất sét tẩy đi một lần. Sau đó mình đi nét nhẹ lại một lần nữa, thì mình sẽ không phải bôi sáng nhiều lần, làm cho giấy bị sờn và hình cũng chính xác hơn. Bây giờ thì Hà đang dùng cục gom đất sét để tẩy bớt phần chì nè. Mọi người có thể thấy là nó không hề làm cho giấy bị sờn đúng không? Qua quá trình sử dụng thì Hà cảm thấy dùng tẩy đất sét để lấy đi chì trong quá trình phát thảo sẽ tốt hơn là sử dụng một cục gom bình thường đó. Bây giờ mình pha màu nha. Hộp màu mà Hà sử dụng là màu Mizuno của Hàn Quốc. Nếu ai muốn tham khảo về màu này thì Hà có để link bên dưới nha. Mình dùng một cây cọ ẩm để lấy màu. Nhìn hộp màu có vẻ nhỏ phải không mọi người? Nhưng mà Hà dùng rất lâu luôn đó. Và tiện lợi một cái là Hà có thể mang đi khắp mọi nơi luôn. Còn đây là cây cọ tỉa Hà mới mua được ở trên Shopee nè. Phải nói là tỉa siêu tích luôn á mọi người. Vừa có thể tỉa mà vừa lai được luôn nha. Có thể cân được cả tranh A5 luôn đó. Cho mọi người xem chân dung đầu cọ từ nhỏ của nó luôn nè. Theo thông tin thì em này được làm từ lông cừu và lông thỏ, nên độ ngậm nước rất là tốt luôn, chỉ đứng sau cọ lông sóc thôi đó mọi người. Còn một loại cọ nữa mà Hà nghĩ những người mới bắt đầu với màu nước sẽ rất thích và rất dễ sử dụng, đó là cây cọ có sợi lông tổng hợp này. Bởi vì đầu lông cứng nên rất dễ tỉa và cũng có thể loang, nhưng mà độ ngậm nước thì sẽ không cao bằng những cây cọ có đầu lông tự nhiên đâu. Giá thành thì tương đối rẻ, chỉ khoảng dưới 100.000 cho một bộ cọ 12 cây. Độ bền thì chắc chắn sẽ không bằng những cây cọ lông tự nhiên rồi, nhưng mà của bền tại người mà phải không? Một khi vẽ xong á thì Hà luôn luôn rửa cọ bằng xà bông dành riêng cho cọ. Như vậy sẽ rửa sạch màu và có thể giữ đầu cọ được bền hơn. Sau khi rửa xong thì Hà để cọ lên một miếng khăn khô và để ráo tự nhiên. Mình không nên để cọ nhúng màu qua đêm, bởi vì lâu dần nó sẽ làm hư lông cọ đó. Ngoài ra còn làm mất form của cọ nữa, làm cọ không được thẳng như lúc đầu. Và hậu quả là mình lại cứ phải mua thêm những bộ cọ mới. Mà điều đó lại không tốt cho túi tiền của mình một chút nào phải không nè. Kinh nghiệm là Hà đã bị hư vài cây cọ rồi đó. Để vẽ được những phần gân mảnh như cánh hoa này thì chúng ta nên sử dụng những cây cọ tỉa có sợi lông tổng hợp nha mọi người. Vì đặc điểm của sợi lông này là có độ cứng và ngậm nước kém hơn là lông tự nhiên. Vì vậy nó sẽ phù hợp để tỉa những phần chi tiết hơn. Hà sẽ chia sẻ những họa cụ mà Hà dùng trong clip này ở dưới phần mô tả. Mọi người có thể ghé tham khảo nha. Sau khi vẽ xong bông hoa này bằng màu nước thì Hà đã dùng chì màu để tạo hiệu ứng sần cho cánh hoa. À, còn một lưu ý về cuốn sổ Kulok này mà Hà phải mất một tuần để nhận ra đó mọi người. Làm vẽ hư biết bao nhiêu bức tranh luôn đó. Đúng là không có kinh nghiệm nào mà không phải trả giá. Đây nè, một tờ giấy sổ này nó bao gồm hai mặt. Một mặt mình có thể vẽ màu nước và một mặt không nha mọi người. Mặt kia giấy thật sự rất bở, không thể loang hay đi màu được. Mặt vẽ được màu nước có bề mặt mịn hơn so với mặt không vẽ được màu nước. Mọi người lưu ý nhé. Còn nếu vẽ bằng màu gốt thì mình có thể vẽ bằng hai mặt luôn nha. Bây giờ Hà sẽ vẽ đôi chút về phần lá là mình xong bức tranh rồi nè. Nếu mọi người thích video này thì hãy like và chia sẻ video này giúp Hà nhé. Và đừng quên bấm đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất của Hà nhé. Và đây là bước cuối cùng, mình dùng màu poster để vẽ phần vân lá. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha.